Dạ em xin giới thiệu, em là Mia, nghề nghiệp là ca sĩ và là vợ của búp bê sô-cô-la. Búp bê, giới thiệu đi búp bê. Dạ xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Tại sao là bị vợ gọi là búp bê sô-cô-la? Tại vì hơi đen. Em có một cái làn da nó hơi bánh mật. Lần đầu tiên em gặp búp bê sô-cô-la đó là khi nào? Cách đây 10 năm, tụi em là chị em. Vậy hả? Dạ. Trong công ty của chị Ngô Thanh Vân là lúc đó anh họ của ảnh là giám đốc âm nhạc. Ảnh tới chơi, ảnh vừa đi du học về, ảnh tới chơi thì lúc đó anh không có bạn, thì anh mới bu bu với mấy nhỏ gái như em vậy nè. Thì cái chị Trinh đó, chị Trinh cho em đi chơi với nha, chị Trinh, tên thật em là Trinh. 4-5 năm sau quay trở lại gặp nhau, tự nhiên thấy đẹp trai hẳn ra. Mắc mớ gì mà chọn có cái chị Trinh này mà không chọn chị khác. Thực chất lúc đó em mới vừa đi du học về thì coi như ở đây không có bạn gì hết. Trọng tâm ở chỗ là tại vì em đẹp đúng không? Cái gu của em cũng thích là một cô gái cá tính, nhảy hip hop rồi nói chuyện qua lại cũng bình thường thôi, nhưng mà vẫn chỉ coi như là chị em.